Đây chính là Đại sứ quán Việt Nam ở Hà Lan, cờ đỏ. Hey, xin chào cả nhà. Hôm nay Linh sẽ chia sẻ cái tip mà làm passport ở Hà Lan. Mà Linh nghĩ cái cách làm passport này là cũng chung của Việt Nam luôn chứ không phải của Hà Lan không. Và cái cách này thì Linh không phải tự một mình Linh biết, Linh cũng mò mò. Tại vì Linh có hai quốc tịch Việt Nam và Hà Lan. Nếu mà Linh nghe nói nha, thì cái lúc mà cái năm mà của Linh lấy quốc tịch đó thì Linh chỉ nghe là ok, Linh được hai cái quốc tịch thôi. Nhưng bây giờ thì người ta nói là lấy chồng thì sẽ được hai quốc tịch. Rồi cái khác như thế nào là phải từ bỏ một cái quốc tịch thì Linh chưa có tìm hiểu, cho nên Linh không có dám chia sẻ với mọi người. Cái clip này Linh chỉ chia sẻ cái cách làm passport thôi. Và Linh xin cảm ơn em cô gái Hà Lan nè, Trang Hà và chị Phi Lê, những người đã giúp đỡ Linh. Tại vì cái thông tin ở trên cái đại sứ quán của mình nó hơi khó hiểu nha cả nhà. Vì mình không có liên lạc với đại sứ quán dễ dàng qua cái telephone hay là email. Linh gọi họ thì toàn là cái trả lời bằng máy tự động, thì không có đúng cái yêu cầu của mình, không có đúng cái câu hỏi mà mình muốn hỏi. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình viết mail thì chắc họ bận quá, họ không có trả lời. Và Linh rất là hoang mang. Tại vì mình có passport này rồi nhưng mà mình không có sử dụng. Tại vì trước dịch đó thì passport của Linh hết hạn năm 2016. Và trước dịch Linh có về Việt Nam 2 lần. Tuy nhiên Linh lại lúc đó là Linh về gấp á, thì Linh về bằng passport của Hà Lan. Và lúc đó Linh chỉ xin visa Linh về thôi. Thì Linh nghĩ thôi mình cứ xin visa mình về đi. Nhưng bây giờ Linh cần việc, Linh có việc, cho nên Linh phải sử dụng passport Việt Nam. Và cái passport Việt Nam của Linh, trời ơi, nó hết hạn năm 2016 rồi. Cho nên cái trường hợp của Linh là khác với những cái trường hợp xin passport thông thường. Cho nên Linh muốn chia sẻ luôn, khi mà passport của các bạn hết hạn thì nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là mình phải có passport chính. Và mình sẽ chụp hình, Linh xin lỗi Linh không có lật vào phía trong nha cả nhà. Linh phải chụp hình cái, mình phải chụp hình cái thông tin và cái hình chính, cái mặt chính của passport của mình. Và cái phía sau của passport, phía sau passport, nhất là những cái chỗ mà mình đã đóng mộc đóng dấu gì đó mình chụp hình nha cả nhà. Và cái thứ hai là mình bắt buộc phải có là giấy khai sinh. Và cái giấy khai sinh này may mắn là Linh đem từ Việt Nam qua, thì ở dưới là thông tin của Linh, Linh che lại. Và các bạn phải photo nó thêm theo. Thì mình á chỉ cần một bản thôi, tuy nhiên mình phải cần mình photo hai bản cho nó chắc ăn nha cả nhà ha. Linh đã chụp hình cái passport của Linh rồi. Rồi mình cần cái hồ sơ khác nữa nha cả nhà. Và mấy cái này á, là mình lên cái website của họ, Linh sẽ chia sẻ cái website của họ trong cái comment này, trong cái tiêu đề hay là cái gì đó Linh quên mất rồi, sorry, Linh sẽ chia sẻ đó. Và mình phải cần cái bản này, mọi người thấy không, đây là cái bản tờ khai dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài. Thì Linh nghĩ là cái này nó sẽ khác cái trong nước của mình. Nhưng mà ở trong nước của mình thì chắc là các bạn cũng sẽ có một cái nó tương tự như vậy thôi. Ở đây thì mình sẽ dán hai tấm ảnh nha. Cho nên mình chú ý là mình phải có hai tấm ảnh. Họ nói ba tấm ảnh nhưng mà Linh không biết là tấm ảnh thứ ba dán như thế nào, dán ở đâu. Thì Linh chỉ dán có hai tấm ảnh thôi. Và cái này mọi người điền ở nhà đi. Nhưng mà vẫn copy một cái để đem theo, copy cái bản chưa có điền để đem theo, để nếu mọi người lên trên đó mà nếu mà thiếu thì mọi người có thể hủy cái bản này rồi mọi người sẽ điền lại cái bản khác. Ở đây, sorry mọi người, còn nữa, cái phần này là mới quan trọng. Và cái này là Linh nghĩ là cho cả công dân Việt Nam ở Việt Nam luôn, chứ không phải là công dân Việt Nam ở Hà Lan hoặc là ở nước ngoài không. Đó là cái sơ yếu lý lịch. Sơ yếu lý lịch này nó gồm 3 trang rất là dài, cho nên mọi người phải điền ở nhà thôi, mình cũng mất cả buổi để mình điền đó. Thì ở đầu tiên là có phần về bản thân nè, rồi địa chỉ hiện tại nè, rồi
Ngày xuất cảnh rồi mục đích ở lại, mục đích xuất cảnh đủ thứ hết, tất cả. Và có một cái rất là quan trọng mọi người nên nhớ nha, đó là nếu có quốc tịch nước ngoài thì vào quốc tịch nước ngoài từ năm nào, các bạn phải nhớ cái năm. Và Linh may quá, Linh có chia sẻ trên Facebook cho nên Linh tìm được cái hình của Linh, là mình phải điền cái này chia sẻ vào năm nào nha cả nhà. Cái ngày mà mình nhận quốc tịch của Hà Lan á, thì Linh ở Hà Lan, thì cái ngày Linh nhận quốc tịch ở Hà Lan, cái năm như Linh nhận quốc tịch Hà Lan, Linh phải viết vào đây. Và còn nữa nha, lý do vào quốc tịch nước ngoài nè, nguyên nhân còn quốc tịch Việt Nam, các bạn phải nghĩ ra và bắt cần suy nghĩ cái lý do chính đáng các bạn ghi ra ở đó. Rồi cái mục thứ 17 đó là quá trình hoạt động từ 15 tuổi đến nay, thì các bạn phải nêu rõ từng giai đoạn làm gì ở đâu. Nếu tham gia đoàn hội, tổ chức chính trị, tôn giáo thì ghi rõ thời gian tham gia, các hoạt động chính, chức vụ và các tổ chức. Rồi ở dưới thì là khai sinh về quan hệ gia đình, bố mẹ nè, vợ chồng nè, con cái nữa. Nhưng mà Linh thắc mắc là ở đây á, họ chỉ có một mục con thôi, thì Linh không biết như thế nào. Linh không biết là tại sao chỉ có một mục con thôi, tại vì mình có hai đứa con lận. Rồi nói chung là ba cái. Và ở đây là có một cái chỗ để mình dán hình luôn. Thì tổng cộng là mình có cái phần này là mình có ba tấm hình. Thì đúng rồi, Linh nhớ rồi. Thì đúng ra là người ta nói ba tấm hình là tại vì mình có cái sơ yếu lý lịch cho nên mình phải ghi vào. Và các bạn nhớ là mỗi cái bạn copy là các bạn ghi ra hết ở nhà một cái, và sau đó là bạn copy cái bản không á, chưa có điền cái gì hết, bạn đem theo để mà khi có cần thiết có thay đổi thì các bạn lên đó các bạn ghi. Bây giờ thì chúng ta đi lên tòa đại sứ quán Việt Nam để nộp cái đơn này và xem họ xử lý cái hồ sơ của Linh như thế nào nha. Linh quên không có chia sẻ cho mọi người cái giờ họ làm việc. Thì đại sứ quán Hà Lan ở Việt Nam á, làm việc chỉ có 2 ngày 1 tuần, những ngày khác thì Linh không biết họ làm gì, nhưng mà họ làm về vấn đề xin visa hoặc là passport, giấy khai sinh gì đó, là chỉ có 2 ngày thôi nha cả nhà, đó là ngày thứ hai và ngày thứ tư. Thì trên website mọi người thấy á, là họ để làm 2 buổi, buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng từ 9 giờ cho tới 11 giờ rưỡi, buổi chiều từ 2 giờ cho đến 4 giờ chiều hay là 4 giờ rưỡi chiều gì đó. Nhưng mà mọi người chú ý là trên đó họ để rất là rõ ràng là buổi sáng nhận hồ sơ, còn buổi chiều thì họ không để. Thì Linh nghĩ là buổi chiều trả hồ sơ hay là gì thì Linh không có ý kiến nha, tại vì mình không biết. Thì mọi người nếu mà đến làm, nhất là những người ở xa giống như Linh, là phải chuẩn bị tinh thần đi rất là sớm. Vì Linh đến đây từ khoảng chỗ Linh 9 tới đó giờ là 2 15 tiếng phút, đồng hồ, đến 7 giờ Linh sớm phải để đợi rời và nhà rồi đỡ đó. phải chờ Cho đợi, nên vì nhà mọi mình người cũng nhớ, xa đó, chỉ nhớ và 2 may buổi là thôi, thấy sáng thứ hai không và có sáng thứ nhiều người ở tư, đây, nếu từ không thì đợi 9 lâu giờ cho lắm. tới 11 giờ 30 là giờ của họ nhận hồ sơ. Đừng quên nha cả nhà, nếu không á, mọi người y á, nghĩ là buổi chiều họ làm thì mình đi đâu chơi mình quay trở lại buổi chiều họ không nhận hồ sơ nữa là mình mất cả ngày luôn á cả nhà ơi. Linh đã đậu xe xong và bây giờ thì đi cái đến cái đại sứ quán Việt Nam. Ở cái hành trình đi tới đây thì cũng không có quá khó khăn nha cả nhà, nhưng mà vì đường phố nó hơi bị rộng và hơi đông đúc cho nên lần đầu tiên Linh chạy một mình xa như vậy cho nên cũng hơi sợ sợ, nhưng mà bây giờ thì vượt qua nỗi sợ rồi, không sao nữa. Đây chính là Đại sứ quán Việt Nam ở Hà Lan. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới đây. Và tại sao là chưa có mở cửa ta? Để mình coi thử coi là mở cửa chưa nhé. Mở cửa rồi. Đây là cái cổng. Và bây giờ lên xã vào làm thủ tục. Đây là cái lãnh sự quán Hà Lan mọi người đã thấy rồi đó, và cái chỗ đậu xe thì nó ở bên phía này, thì mọi người cứ chạy xuống cái đường này
nằm bên phía bên phải. Tuy nhiên mọi người chú ý là tại cái vì cái đường này là đường dành cho xe tram chứ không phải là dành cho xe hơi. Mình chạy mình thấy xe hơi chạy, hồi nãy mình chạy sai đường á. Đó là một cái đường cho xe tram và một cái đường cho xe hơi. Mình chạy vào cái đường cho xe tram cho nên trời ơi nó bị bóp kèn tin 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 quá trời, mình sợ muốn chết luôn. Để mình quay lại cho mọi người xem cho rõ một tí nha, nếu không mọi người sẽ bị gặp rắc rối giống như mình vậy đó. Đây, hồi nãy mình cái đường lén lẻ ra, mình tại vì mình lơ mơ lắm nha cả nhà, lén lẻ ra cái đường này là mình phải chạy, mình lại chạy cái đường bên kia cho nên mình hơi bị bối rối và cũng sợ bị phạt nữa. Chỗ này có một cái chiếc xe đậu rồi cho nên mình tắt đây. Mọi người thấy không, từ cái chiếc xe màu vàng Linh vừa vượt qua đó, mình chạy tới đây một chút mình sẽ thấy cái tượng đài này nè. Và bên đây là cũng là một cái chỗ giữ xe. Và chỗ này cũng là một cái chỗ giữ xe nè cả nhà. Thì cái chỗ giữ xe này á, mình trả là 2,50 đồng một giờ nha. Maximum là 2 giờ, mọi người chú ý đừng có đậu xe quá giờ, tại vì nếu không thì mình sẽ bị phạt. Hồi nãy Linh quên, Linh giới thiệu cái chỗ gửi xe cho mọi người, mà Linh quên mất là nói cái chuyện passport của Linh nó diễn ra như thế nào. Khi mình tới đó thì họ giữ lại passport cũ của mình. Họ chỉ coi cái những cái tờ giấy photocopy của mình có đủ thông tin hay không. Họ giữ lại tất cả các bản photocopy, không có giữ lại bản chính giấy khai sinh. Tuy nhiên họ giữ lại bản chính giấy cái cuốn sổ passport của mình. Và Linh có nói với họ là Linh muốn giữ lại cái đó để làm kỷ niệm. Cho nên sau khi mà nếu mà họ cấp cho Linh á, cái cuốn sổ mới thì họ sẽ trả lại cái cuốn sổ cũ. Và Linh đóng cái phí đầu tiên là cái phí gọi là để cho họ kiểm tra đó là 80 euro. Và họ nói là họ sẽ kiểm tra trong vòng từ 6 đến 8 tuần. Và cũng có những cái trường hợp là kiểm tra mất cả năm. Phù, kinh dị quá. Cho nên nếu mọi người có cần việc thì mọi người nên làm sớm một tí. Linh nói cái phí là 80 là cái phí để cho họ coi như là giống như họ xét duyệt thôi, chứ chưa có phải cái phí làm cái passport. Và khi mà họ xét duyệt xong, họ sẽ gọi điện cho Linh và Linh sẽ phải lên trên đó nữa. Nghĩa là Linh phải đợi từ 6 đến 8 tuần rồi sau đó Linh mới có cái kết quả là mình có được cấp hay không. Hơi bị lo lắng. Lần trước Linh cũng bị trễ hẹn một lần thì Linh cấp bình thường. Nhưng mà nếu mà lần sau Linh lên thì Linh không phải chỉ lên lấy không. Nhưng mà Linh phải đóng thêm 70 euro nữa nha cả nhà. Thì tổng cộng cái phí là 80, 70, 150 là 150. Nhưng mà mọi người có thể chọn cách là làm qua dịch vụ. Thì dịch vụ là 300 euro. Nhưng mà cái dịch vụ là các bạn Linh đã làm trước đó thì họ chỉ giống như là hỏi cái passport hay là như thế nào, cái trường hợp của họ khác của Linh. Linh không có hỏi dịch vụ cho nên Linh không biết cái trường hợp của Linh là 300 hay là hơn nữa. Nếu mọi người có muốn qua dịch vụ làm cho nó nhanh thì mọi người đi dịch vụ. Nhưng mà tại vì Linh muốn lên đó để Linh biết thêm, và Linh cũng có mục đích là đi quay ở cái thành phố Den Haag, thành phố hành chính, và cũng vào cái lúc này là thành phố chính phủ Hà Lan sụp đổ đó cả nhà. Cho nên Linh muốn quay cái tình hình cho mọi người xem là người dân Hà Lan có hoang mang hay không, như thế nào trong cái giây phút lịch sử thì cũng chẳng phải lo lắng gì cả, nhưng mà cái giây phút này. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Linh hẹn mọi người vào clip sau nhé. Và nếu mọi người thích cái clip của Linh hãy share, subscribe và like. Linh cảm ơn cả nhà thật là nhiều. Bye bye.